Ok, bên đây anh em, hôm nay cũng là tiếp tục chuyên mục thứ bảy của Sở Tiếp Phantogi. Thì lần trước là tôi đã khai quang ở cái khu vực mà mỏ dầu rồi. Lần này chúng ta sẽ cải thiện thêm một tí, tập trung vào cái việc mà khai khoáng mấy cái tài nguyên, vận chuyển nó về bằng cái đường ray xe lửa. Anh em thấy đồ họa con game bây giờ nó sáng sủa hơn rất nhiều không? Do tôi tắt cái tính năng sương mù á. Anh em gõ cái GF1 mặc định thì con game nó sẽ như thế này. Đó, anh em thấy sương mù màu xanh nó bao phủ rất là nhiều, rất là ngứa mắt luôn. Thì bây giờ chúng ta tắt nó đi. G chấm phốt, anh em nhấn dấu ngã trên bàn phím á, nhấn nhập cái chữ này vô. Số 1 là nó sẽ bật lại sương mù, còn số 0 như thế này thì nó mặc định tắt sương mù. Tắt đi thì anh em nhìn nó dễ chịu hơn rất là nhiều, thấy không? Mướt mắt luôn, sạch sẽ gọn ghẽ, đẹp tuyệt vời. Rồi bây giờ thì hôm nay tôi đã đầy kho đồ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái trạm. Tôi cũng chưa biết nên bắt đầu xây từ hướng nào, tôi nghĩ là nên từ cái đỉnh cao nhất đi, xây một cái ga xe lửa, lấy Caterium từ đó chuyển đến đây, sản xuất ở ngay chỗ này luôn. Rồi trước mắt thì mục tiêu như vậy, cái đó là chuyên mục đầu tiên của chúng ta đó, xây cái ga xe lửa là cái thứ nhất, còn cái thứ hai đó là chuyển Caterium về để sản xuất. Tôi nghĩ là nên xây cái đường ray xe lửa bắt đầu từ cái tầng cao nhất này, nó đi qua mọi nơi, cần tài nguyên gì thì cứ chuyển theo hàng dọc xuống. Tại vì anh em xây trên cao á, anh em đi xuyên qua mấy cái rừng rậm, mấy cái núi đồi này nè, nó không phải ngã ghẻ nhiều, nó cứ đi thẳng thẳng như vậy thôi, nên nó cũng khá là dễ xây luôn. Như mấy cái đường này thì chắc tương lai tôi sẽ bỏ hết, hoặc là để làm một cái tầng dự phòng ở dưới. Thì hiện tại cứ để đi, sau này có thể mình cần, còn không có thì mình cứ dọn. Ba cái điện đốm này thì chắc tôi cũng rút gọn lại luôn, bây giờ để điện nó nhìn phiền quá. Tới cái trụ điện thì được, nhưng mà tới cái đó thì không. Bỏ ngay cục điện đi nè, để sau này mình dễ mở rộng. Coi bây giờ thì tôi sẽ xây một cái ga xe lửa ở bển, rồi đi qua đây hệ thống ga xe lửa trong này á, ga mà tàu hỏa thì nó cũng phức tạp lắm. Anh em nhìn nội cái đường ray xe lửa nè, 2 4 6 8 9 này, 8 cái là vấn đề rồi, sau này còn lên mấy cái bảng tín hiệu đồ nữa là nó lên gần 10 vấn đề luôn á, nên nó tương đối phức tạp tí. Nên thành ra bây giờ thì tôi cũng chưa biết là nên xây thế nào, hoặc là xây ra sao cũng chưa rõ, nên chúng ta cứ từ từ xây đi rồi nghiên cứu. Còn cái này là cái đầu ga xe lửa, còn cái này là cái chạm kéo. Từ 25 đến 110 MW thì nó sẽ kéo được là 3 đến 4 cái thùng này, một cái đầu máy có thể kéo được 3 đến 4 cái thùng này. Xây cái đường ray xe lửa thì anh em có hai cách. Cái cách đầu tiên á thì chúng ta đặt một cái đường ray ở giữa, rồi sau đó là kéo nó đi thôi, đơn giản vậy thôi. Sao cái ray này nó lại theo hàng dọc vậy? Hàng ngang mà nó hiển thị hàng dọc nè. Rồi, đầu tiên thì ví dụ như thế này. Sự nhân vật mình đi chậm chậm sao thôi. Rồi ví dụ cái đường ray xe lửa nó thẳng vậy ha, mình có hai kiểu xây cái xe lửa đầu game á. Anh em mà không biết xây xe lửa nó như thế nào thì anh em có thể dùng cách này, đặt một cái đường ray đặt ở giữa mấy cái to, ở đây tôi ví dụ một to nha, đặt ở đây một cái đầu nữa đó, rồi ở hai bên đầu này mình đặt hai cái ga, thì xe lửa nó sẽ đi tới cái ga này, cái đầu máy này nó chạy đi tới ga này, nó tiếp hàng, nó tiếp tế, đó xong ok hết thì cái đầu này nó chạy. Lúc đó anh em đỡ phải xây rất là nhiều thứ luôn, nó hai cái đầu xe lửa hai hướng hai bên thì nó có thể chạy tới chạy lùi, nó không có cần phải quay đầu, không có phải tốn thời gian va chạm. Thì đây là cái cách đơn giản nhất, tuy nhiên cái cách này về sau nó mở rộng lên nó rất là khó nha, với lại nó cũng là rất là khó xây dựng nữa. Thì ban đầu nó sẽ xây cái kiểu này đi, sau này mở rộng ra thì chúng ta thêm cái kiểu khác, trước mắt thì qua đây xây một cái ga xe lửa đã.
cái ga xe lửa thì nó sẽ tốn rất là nhiều cái khoảng không luôn, nên bây giờ chúng ta phải mở rộng nó ra rất là rộng. Bây giờ tắt sương mù đi thì con game nó sáng quá mức luôn. Giảm xuống 1.7 à. 1.7 tôi thấy vẫn còn hơi sáng. Gamma nó khác độ tương phản. Sương mù thì mình chỉ có bật với tắt thôi chứ không có chỉnh ít ít được. Game này nó kiểu gì đó. Nó làm bằng Unreal mà. Unreal mà tối ưu được cái nền tảng đồ họa như thế này cũng mệt lắm nha. Đây chúng ta đặt cái máy đào. Chúng ta sẽ xử lý Caterium dưới này hoặc là chuyển nó về. Tôi sẽ nghiên cứu một trong hai cách. Caterium thì nó 100 sẽ tắt. Nếu như mình xử lý ở đây luôn. Xử lý ở đây luôn thì nó ra dây đồng. 100 sẽ tắt x8 lên. Tỷ lệ 5 mà. Tỷ lệ là 1 năm thì nó cũng như là cái cuộn dây đồng này nó 1 sẽ tắt 500 thôi. Nên chắc tôi chế biến ở đây rồi chuyển về luôn á. Tại hiện tại Caterium của mình thì nó chưa có đi được cái công thức nào cả. Nó chỉ đi ra cái cuộn dây này thôi. Nên gần như là xử lý cuộn dây bên đây luôn đi. Khi nào nhiều tài nguyên quá thì mình mới trở về. Cây này cũng khá đẹp, mọc ngay đây luôn. Nhưng mà đáng tiếc cho anh. Anh đây mọc ngay cái đường. Chỉ đây có nước nữa nè. Cái ao nhỏ à. Cái ao tù nước động à. Khu trên này còn nhiều lắm nha. Tôi mới đi khoảng 1/3, 1/4 bản đồ thôi. Rồi bây giờ ga xe lửa thì chắc tôi xây ở tầng trên này luôn. Một cái chậm ga luôn. Nó tốn rất là nhiều không gian. Nên bây giờ chúng ta đi từ phía này qua đi. Nó sẽ gồm khoảng 5 ô phía sau. Trước mắt á, thì tôi buộc phải xây là một cái login để sau này mình thiết kế cái chậm ga cho nó dễ. Cái này là theo cái ý của tôi thôi nha. Anh em mà muốn xây cái đường ray như thế nào cũng được. Tôi thì chắc cũng dựa vào cái thiết kế login này đi. Cho lâu dữ rồi không chơi, hồi lúc trước chơi thì không có login nữa. Đây, bản login. Rồi ok. Đầu tiên thì đặt cái đường ray ngang. Giữ nút shift cho nó thẳng tới cái góc này. Rồi từ cái góc này chúng ta sẽ bo một cái cua tương tự đến khoảng cái ô này. Nó ngay giữa luôn nè. Đó. Thì nó bằng cái khoảng này thôi. Nó bằng cái đoạn này từ đây đến đây. Nó vừa đúng mép bản đồ. Anh em có thể giữ hai cái đầu cũng được. Hoặc là bỏ hai cái đầu. Lúc xây xong hai cái đầu này nha. Anh em có thể giữ hai cái đầu này cũng được. Thì giữ hai cái đầu thì nó dễ canh hơn thôi. Chứ tôi chả thấy nó có mà tác dụng gì hơn. Nhưng mà xây hướng này nó hơi ngược ngược như sao rồi. Xây hướng này có cảm giác nó hơi ngược ngược. Nhưng mà thôi chắc vậy đi. Rồi chúng ta chỉ lấy cái khúc cua ở giữa này. Thì cái khúc cua này nó xây là 45 độ. Đứng ngay đây nè. Đó. Nó là 1/4 hình tròn nhưng phải 45 độ nhầm. Bi chia 4. Đó. Thì anh em muốn xây hình tròn thì cứ butter cái này ra 4 lần là xong. Cứ butter cái đoạn này ra 4 lần là nó sẽ thành hình tròn. Thì tương tự như vậy. Cái khúc cua này mình dùng rất nhiều nên tôi xây mỗi cái khúc cua này thôi. Rồi bây giờ xếp login lại. Là tên là gì vậy? Vòng tư tròn, chả biết được tên là gì nữa. Ủa mở Unity rồi mà nó không chạy hết ta. Thôi vòng tư hình tròn. Cúp cua này là mấy x mấy tôi cũng không nhớ nữa, thôi kệ nó đi. Nhạc vô đây.
thêm một cái subcat như thế này nữa. Thôi à, trên luôn đi, làm biến quá à. Rồi ở đây là cho nó icon là cái đường gây, gây glue wave không ta. Đây 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 đây, đây. Cái nền nó 1 phần 4 thì cho nó cái nền tối tối tí đi. Ủa không có xếp được hả? À? Sống vô xếp bản. Đây mất tiêu luôn rồi. Trời ơi. Làm lại, bó tay game. Nè, kéo từ điểm này qua điểm này. Sau này mình dựa vào cái hệ thống đường cong này nhiều lắm. Ủa, cái nữa. Tầm ô này, anh em thấy cái đường mà nó vuông vuông như thế này là ok đó. Rồi sau đó mình xóa hai cái này đi. Sau này mình lắp bốn cái hình tròn vô nha, không phải là nó tiếp liền với nhau đâu, nó chỉ canh cái góc cho mình để mình xác định nó thôi, chứ không phải là cắm vô cái là nó xong, nó không có đơn giản vậy đâu. Nãy không lưu được nào. Trời ơi. Một tư là 0.25. Được ghi không 0.25 đỡ đi. Má gà hồi nãy là để cái từ đặc biệt dấu sạc này là nó không có luôn. Rồi ok, chúng ta có cái đoạn này, tí nữa chúng ta sẽ áp dụng nó luôn. Ủa sao mà đồ nó gớt ra được? Đó. Mình mang bao nhiêu đây thì mình phải đem về bấy nhiêu đây chứ sao mà lại gớt đồ ra. Rồi. Đầu tiên thì chúng ta cái đường gây xe lửa để tôi lấy cái fan tôi vẽ cho nó dễ. Nó sẽ có một cái đầu, cái đầu nó là cái này. Cái đầu nó là cái này nè. Đó, cái chạm đầu vào. Thì anh em nhìn thấy cái hướng mũi tên nó chỉ qua phải không? Bây giờ nó chỉ qua trái nè. Đó. Thì mình coi cái chạm đầu vào nó, một là mình xây hướng này, còn hai là mình xây hướng ngược lại cho nó hướng thẳng qua đây. Thì tùy anh em thôi, anh em muốn đi hướng nào anh em xây hướng đó. Thì tôi muốn xây nó qua đây thì tôi xây nó bên này. Rồi trước cái đầu xe lửa này á, phía sau cái đầu xe lửa này á, đây cái đầu xe, đầu xe nó như thế này. Đây là cái đường của mình nè, cái đường mình thí dụ như vậy đi, cái đó đó, cái đường mình ở trong, ở ngoài này là biển đồ chẳng hạn. Rồi cái đường mình như thế này thì cái đầu ga của mình á nó sẽ hướng về một hướng. Bây giờ tôi cho nó hướng sang phải này đi. Đó, hướng sang phải. Còn cái dưới này hướng xuống đâu chẳng hạn. Cái đầu nó hướng qua phải á, thì cái xe lửa của mình nó dạng như thế này nè. Nó đi vô cái đường gây như thế này, cái đường gây ở đây thì nó sẽ không có tính vô cái chỗ đậu được. Đó. Nhìn nó hơi gớm đấy, cái đường gây nè. Đó, thì cái con xe lửa của mình nó đi theo hướng này. Nó đi thẳng vô đây. Thì nó đụng cái mặt này vô đây thì nó sẽ không tính là vô cái ga này nha. Tức là nó không vô ga được. Chừng nào nó đi ngược lại nó lùi á, nó đi lùi á thì vô được. Còn cái hướng này đấy thôi, cái mà xe lửa của mình nó hướng từ trái qua phải nè, thì nó đi theo đường gây này, nó hướng vô đây. Thì lúc này á thì nó mới tính là vô cái đường gây này, tức là nó vô được cái chạm này. Còn ngược lại thì đi từ phải qua trái cũng được, nó đi từ trái qua phải mới được. Nên cái đường gây, nên cái con xe lửa của mình nó quay đầu hướng nào và cái ga mình hướng nào cũng phải tính luôn. Thì trên cái ga này nó sẽ có một số cái khu để mình mà lắp hàng đầu vào, kéo hàng đầu ra. Thường là từ 4 đến 8 kiện, 4 đến 8 cái khu đó. Nên anh em mà thiết kế nhớ chừa ra 4 đến 8 khu này nha. Còn nếu như anh em muốn cái xe lửa nó đi từ đầu vô mà đặt vô cái vũ ga này á, thì bắt buộc phải làm một cái chỗ xây vòng ở đây. Là chiếc xe nó đi tới đây nè, chiếc xe lửa nó đi tới đây, nó đi thẳng vô đây, nó đi vòng cái này, đi ngược qua đây, nó đi qua đây, để đi qua đây lần nữa. Thì lúc này đó, cái con xe nó quay cái đầu lại 180 độ, thì nó chính xác nằm trong cái ga này. Rồi bây giờ thì muốn cái xe đi vào đầu đó thì bơi phải mở rộng cái khu này ra. Nó phải rất là dài nha, chứ không có ngắn được đâu.
nên có thể mà lấn sâu xuống cái khu dưới này luôn, lấn sâu qua một khúc ở bản luôn á. Rồi bây giờ đặt cái xe lửa đầu tiên xuống nào. Đó, để ý cái đầu nó quay qua bản. Tôi chắc để mà bên này đi. Nằm giữa lộ nghe không? Ừ. Cao thì cao lắm. Rồi ok. Nó vừa cái mép luôn. Khi đặt cái này xuống anh em nhớ lưu ý là nói vô cái đầu nó một đoạn ngắn tối thiểu là khoảng ô rưỡi hai ô đó. Anh em có thể không có nói trực tiếp đường dây ở ngoài đầu vô được, không có nói trực tiếp đường dây ngoài vô cái thanh này được, bắt buộc phải nói qua cái điểm trung gian này, nên đặt vô cái đầu nó một đoạn đó đi. Rồi mình đã có cái đầu rồi, bây giờ là cái đầu vô là cái chạm ga tàu nè, anh em nhớ đặt tên chạm ga nha, thì cứ bấm vô cái chạm rồi đặt thôi. Đây cái chạm này nó tên là Sco De gì đó, tôi đặt tên cái chạm này là KT 001. Đây là cái bãi KT đầu tiên, KT ghi âm của mình đầu tiên xây cái chạm. Thì nhớ nói điện vô nha, kéo điện vô nói vô đây, tí nữa là nói. Rồi bây giờ có cái đầu rồi, thì giờ nó bốn cái đuôi, nó bốn cái khung đuôi là bốn cái chạm này. Cái chạm này là cái chạm trống, không có gì cả. Sau này mình có thể đặt tạm để mình nâng nếu như chưa biết mục đích của mình làm gì. Hoặc là đặt cái chạm mà có hai lan can hai bên để leo lên đó dòm dòm chờ gì đó chứ không có tác dụng thêm gì đâu. Còn hai cái chạm còn lại là một cái chạm này để nhận những cái hàng hóa mà dạng khối hộp, còn cái này là dạng lấy cái hàng lỏng là như nước với dầu vậy đó, đó như nước với dầu anh em chuyển vô đây gọi là hàng lỏng. Thì bây giờ tôi đặt luôn là cái hàng chất rắn đi, tại mình lấy ra tay ghi mà cái kho hàng thì tôi quay quên nào đó, quay quên phải, quay quên phải đi để mình kết nối hệ thống kho ở dưới. 2 3 4 Rồi bốn cái xe lửa mình nó đi vô xong rồi nó quay cái đầu ra hướng này, nhìn ra hướng này là mới gọi là cái đầu xe lửa đây nè, cái đích nó ở bên đây thì mới gọi đúng là trong cái toa xe được, cái đầu xe nó nằm đây. Đó cái đuôi nó thì có cái móc như nào để anh em câu mấy cái con này vô. Bên này cái chạm mà chuyển hàng đi á thì anh em phải đặt nó là inlot nha. Chưa có điện. Đây nè, chạm chuyển hàng đi là chỗ này nè. Anh em phải đặt nó là inlot, tức là nó lấy hàng từ chỗ này. Hình vô C, hình vô V còn lại hết luôn. Inlot. Inlot. Inlot là mình dỡ hàng từ trong này ra cái xe, mình đặt lên cái xe. Là đem mấy cái kiện hàng thùng hàng đến đây nè. Rồi bây giờ muốn cái xe nó đi mà từ cái hướng nó vô trong đây rồi nó quay đầu lại 360 độ đó, quay một cái vòng tròn để đi quay ra nó mới đưa đầu ra đây được. Chứ cái xe cái đầu đi vô thì cái đầu ở hướng này rồi, phải quay một vòng tròn mới đầu đưa ra, nên bây giờ chúng ta phải mở rộng cái phần phía sau này để thêm cái đầu cho nó. Cái mở rộng này đi, cái mở rộng này thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp theo cái mô hình là nãy tôi xây đó nào. Đầu tiên chúng ta xây một cái đường dây nối mức tối thiểu ra cái đạo đây, mức tối thiểu đoạn ngắn nhất tối thiểu, rồi sau đó đặt cái bảng login nãy của tôi vào đây 0.25 tròn. Méo xèo ở ngay nè, ngay nè, ngay ngay nè. Rồi mình nói cái đoạn nó vô cái đầu đó. Muốn quay cái này thì chúng ta phải đảo qua một cái vòng tròn như thế này nữa đó, đảo về chứ không phải là xây một cái bùng binh là vòng tròn là xong nha, nó hơi phức tạp tí, phải đi qua cái đầu này rồi vòng lên cái đầu này
và dòng qua cái đầu này nữa, rồi nối thẳng vô đây. Rồi bây giờ chúng ta đẩy áp một đường ngang. Không phải như thế này là xong đâu, tí nữa nó cũng hơi lu bu nữa đó. Xây xong rồi phải xóa rồi chúng ta mới xác định. Bây giờ cái đầu này nó hơi khó nè. Nghe chưa, nghe chưa? Cũng tương đối ngay nhưng mà nó lệch một ô qua đây rồi. Lệch ô này thì không sao. Xây xong rồi chúng ta bắt buộc phải xóa cái cũ, rồi lắp cái cũ vô cái mới này. Đó. Chứ không thôi là anh em nhìn hai cái đó đó, anh em có nói trực tiếp vô thì đi nó sẽ đụng nhau, nó gãy càng luôn đó nha. Cái ô đó là ngang ngang cái ô này nào phải không? Rồi ok, chúng ta đã xây được cái hình quay tròn như thế này. Đó, để cho nó đảo được ngược lại một vòng. Chính giữa này chắc tôi lắp rồi đi, để lủng lỗ như thế này kỳ quá. À, có hình như là mới có mua cái gì đó. Không có vật liệu gương hết đâu, không có nền gương. Có mua mấy cái tường bằng gương nè, đẹp lắm. Mới mua mấy cái tường bằng kiến nè. Chỗ này nói ra ngô đi, nhìn cho nó chuyên nghiệp. Chỗ này thêm ngô đó. Đó, nó hơi tốn diện tích, rất là tốn diện tích luôn. Lỡ nói chỗ đó thì nói chỗ này luôn. Ô bên này khá là thừa. Rồi bây giờ chúng ta đi câu điện vô. Câu điện vô thì mới chạy thử được. Nó sao nó cứ lòi ra ngoài bên đó. Nên cho nó đi tới đâu lần nào mới là vấn đề nè. Dây điện này đi ở giữa thì nó đẹp hơn ha. Đi giữa hay đi bên hông bây giờ? Ở bên nào chắc cũng như nhau thôi. MK1 thôi. MK2 tốn quá. Cái đường dây này, này nó còn một cái tác dụng khá là ngon nữa. Đó là nó có thể cấp điện luôn. Nó có thể là một cái chạm cấp điện cho mình luôn á. Đó,
là bây giờ anh em có thể nối điện từ cái đường dây này đi ra ngoài rất là dễ dàng, chỉ cần đập một cái chạm trung chuyển lên thôi. Này thì mình muốn nó đảo bên trái nó quay hoặc là đi thẳng thì nó quay, thì anh em chỉnh vô cái bảng hiệu này, gã ba thì nó sẽ có bảng hiệu trái của phải, thì anh em thôi muốn nó đi đường này trước hay là đi đường này sau cũng được, tôi thì thấy hai đường như nhau. Rồi bây giờ ví dụ chúng ta là đặt một cái kho hàng ở đây, kho hàng thì tôi muốn đặt ở dưới luôn, mình xử lý dưới luôn, xây nguyên cái chạm xử lý dưới không, nhưng mà test cho nó chạy cái đi rồi xây. Bây giờ thì hiện tại thì chắc tôi làm cho khoảng là mình mới có hai cái này thôi, tức là cái đầu tiên là cái chạm thì tới hai cái kho bốc vỏ này nó mới hoạt động nè, hai cái kho là sao chưa hoạt động đâu, thì nên bây giờ tôi bỏ thử vô đây. Bỏ gì giờ, xi măng đó, bỏ 125 xi măng vô đây, nó sẽ bốc xi măng đóng thành cái thùng phi đặt lên cái xe, cái xe nó chở qua cái chạm bên kia. Cái chạm bên kia thì chắc tôi đưa xuống ngay cái kho ở đây luôn, cái kho ở phía trên cái vỏ mà mình làm than đằng trước á, không có đi đường này nữa đâu. Mình mở lỗ mới đâm thẳng qua đây quẹo xuống luôn, chứ quẹo đường này nữa thì để suy nghĩ kỹ nghe đó, quẹo đường này nữa thì cũng được, đóng từ đường này ra nè cũng được. Rồi dọn luôn cái đường đi lên này ra đây, khúc cua này 45 nửa hình tròn. Đứng từ bên đây thì dễ hơn. Không lệch nữa ô, lệch nữa ô. Tức là từ chỗ này nè. Hả? Ơ số kỳ vậy? Không, 0.25 ô mà không tới nữa ô. Là từ có khoảng cái bạch này. Đó. Rồi, thẳng chưa? Ok. Hả? Vui 5 km. Ý, nhẹ nhẹ xuống đây được chưa ta, chụp ôm ở đây. Rồi bên đây phải xây một cái chậm đó, nó hướng ra phía này nha.
điện nó sẽ đi trên đường gate luôn, nên mình nối cái đường đó vô đây thì cái máy này nó có điện luôn. Đó là cái chỗ này nó có điện luôn. Cái đèn nó đâu rồi? Tôi không có. Cái này là cái bay thứ hai, nó bên mỏ dầu nên đặt tên thế này cho dễ nhớ. Sống có điện đó. Đầu bến có thì đầu này phải có nhé. Rồi, không có thì mình tí nữa câu sau. Bên này chắc cũng bốn cái kho hàng thôi. Đây, bốn cái kho hàng này. Rồi sau này có gì bui thì bui mấy cái kho chất lỏng mình thay thế vô lại. Cái kho thì mình quay sang trái hay sang phải? Sang trái sợ vướng cái này. Xây sang phải. Rồi nói một cái đường đứt ngay ô giữa này. Ok. Như hơi thừa ngô rồi đó, hình như hơi thừa ngô rồi. Như thế này là nó không ngay rồi nè. Nhưng mà nói qua được thì cứ nói thôi. Rồi ok. Từ góc này chúng ta xây một vòng xuống đây nữa. Xi măng cũng còn nhiều phết nè, 2000 mấy lận nên chắc không có hết đâu. Rồi, sau này anh em muốn trồng cây bông, cây hoa gì ở đây thì cũng được. Chiến đường đèo chiêu leo. Bên này chắc hạ xuống dưới. Xây một cái chuỗi kho thì khoảng là 6 tầng. Nhưng mà kho đi thẳng từ dưới lên luôn. Nên chắc dựng cái chỗ này dựng thẳng xuống đi. Cái màu xanh chỉ là trái là ra nè, còn cái màu vàng này là vào. Thì tôi xài hai cái kho đầu nên chắc đi từ cái vàng này trước. Dựng sẵn cái nền trước cái đá ha.
Không cho dựng xuống nào. Hướng này, đầu vào này. Đi khéo 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 khéo. Chính rồi, chính thôi. Đâu anh? Rồi, từ 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 từ. Cái đường càng dài á thì cái quãng tài nguyên đó mình của mình nó di chuyển càng lâu. Trừ lại 1-2 ô đến hồi mình còn đi lên nữa chứ. Xây cao quá thì anh em sau này thì đi lên đi xuống nó rất tốn thời gian. Mỗi lần chỉnh sửa gì nó cũng mệt đó. Trời, cao dữ vậy đó hả? Hơi bị cao rồi nhé. Kho thì làm bên đây hay bên đây? Bên nào? Bên này đấy. Cái này mới có đầu vào thôi đó. Cái này nói đầu ra mới đúng nè, sau này cái đầu vào mình mới xài sau. Bây giờ chưa có xài đầu vào đó. Chỗ này leo lên được không trời? Ấy. Trời ơi, quên. Mèo được. Lựu đạn nha nó. Trời ơi, cảm giác leo lên nó xéo xéo xiên xiên sao á. Nó không có vuông góc với cái trên này. Lỡ xây cao quá rồi, kệ không sao. Cao quá thì sau này mình đi nó đỡ vướng. Rồi nè, cái đầu này vô nó không khớp được nè. Nó nghiêng nghèo qua bên nè. Thấy khó chịu chưa? Đó. Không thể chấp nhận được. Sợ độ cao chơi game này nó cũng gung gung thiệt đó chứ. Cái toa đầu, cái này có hai toa thì tôi sẽ cho cái toa đầu là toa vào, cái thứ hai là toa ra. Toa đầu nó nên vào hay ra lắm, hai cái đầu là vào đi. Hai cái sau là ra. Cái này là ra nè. Của ở đâu bên đây nè.
hết. Xây cái này nó tốn cực kỳ luôn. Tôi chơi MK3 cho nó nhanh á, tại vì mình úp vô mình lót ra là nó lâu lắm. Đâu rồi? Trời, thấy cái dù không à? Rồi méo tới luôn. Kệ, không tới, mình xây cầu thang ở đây lên. Bắt cái cầu thang này lên luôn. Xây cao á thì sau này anh em có thể mở rộng ra một tầng nữa. Mấy tầng ở trên đó nữa. Đây, như ngay cái tầng này tôi có thể dựng thêm một cái tầng nữa ở trên xuống. Để sau này mình xử lý, đưa tài nguyên lên đó mình xử lý ngay đó. Nó cũng rất là tiện. Nên cao này nó ban đầu thì nhìn nó phiền vậy thôi. Sau này dễ nâng, dễ mở rộng thôi. Đây làm luôn ha. Tôi nghĩ là 10 luôn. Hơn 10 ô nữa hả? Không, xuống luôn nữa. Thử coi. Rồi khoảng 12 ô là nó ngay cái tầm này. Khoảng 12 ô là nó nên làm thêm một cái mặt bằng nữa. 12 thì nó cũng khá tiện, nó chia hết cho 3, chia hết cho 4 luôn. Nên từ cái này 12 ô nè. Mình có thể chia thành 3 đến 4 tầng ở trung gian đó. Nên tính ra là nó cũng khá là ngon. Anh em nào rảnh rảnh thì có thể mà đục cái lỗ trên sàn. Đục cái lỗ cho tầng trên cho trang trí cho nó đẹp. Dùng cái này nè. Nhưng mà thôi, tôi kéo ống luôn đi. Tôi làm biến làm cái trò đó lắm. Tôi cứ kéo ống thẳng thẳng như thế này cho nó đơn giản. Cái kia thì nó mang tính thẩm mỹ hơn thôi. Rồi giờ chúng ta dựng thêm 12 tầng làm thêm cái nữa ha. Phân lô sẵn luôn, sau này dễ bán nền. Mười hai tầng. Đây mấy ô ta? 1, 2, 3, 4. Bóng bóng nào đứng đây được không ta? Ngón. Rồi. Cái này để coi lên mấy tầng nè. Năm tầng. Bốn tầng, lên bốn tầng. Rồi bây giờ đồ đạc của mình sẽ chuyển vào cái hệ thống kho ở đây. Xây luôn.
Ủa cái này vào hay ra, tôi quên mất tiêu rồi. Cái này là vào, cái này là ra nè. Vào xanh, vào cho xanh lá đi, ra cho màu đỏ. Hỏi này nó nhạt không? Thường cái logic XCAP của tôi là nó màu cam. Ừ. Rồi. Vào xanh lá, da cam. Ok, bây giờ để thử cái kho. Mấy kho ta? Nên chơi kho số lượng lớn không? Cái này to thứ ba hả? Nên ta nghe chưa vậy? Ôi ngược rồi ông cốc ơi. Này cái bộ ga thì bên đây nó phải là cái bộ ga. Nhưng mà ga thì bên đây là cái bộ ga này à. Đó, như thế này mới đúng. Không không ra hệ thống gì luôn á. Có vẻ khá là ngay rồi đó phải không? Rồi ok. Đó, thì bây giờ tôi sẽ thiết kế chở Cateium qua đây thử. Từ bên này nó chạy qua trạm này, chạy vô đây lấy Cateium, nhưng mà hình như phải có điện nữa. Sao điện được câu qua giữa hai cái ga thì nó phải xin qua chứ, tao vô lý. Xây cái này xây quy mô lớn quá rồi. Thường anh em xây quy mô nhỏ, anh em cứ xây trực tiếp nó nằm ngay cái ga đi luôn, hoặc là trên cái tầng này được rồi, không cần cao đến thế này đâu. Cao đến thế này mình đi xuyên qua cái khu map này đỡ phải lên mấy cái dốc lên xuống như thế này, nó đỡ phải đâm qua mấy cái rừng rậm nó vướng ba cái cây nấm này nè, tại vì cái đường trên này nó quá cao đi, nên cũng khá là thoải mái chỗ đó. Bù lại thì nó không có lợi ích tác dụng gì đâu nha, thấy phiền thêm á. Đặt ở bên này thì sau này nó sẽ thành chính giữa đường dây luôn.
Sau này có thể tôi xây hai cái đường song song, tẻ ở đây ra một nhánh nữa đi qua đây. Thôi bên này đi. Rồi đúng rồi. Đi chỗ này ghê quá à. Cao quá thì sợ đâu cao hết. Anh em yên tâm đi, con game kinh dị tôi không dám chơi, mấy con game này tôi cũng sợ độ cao hết luôn á. Rồi ok, tiếp. Cầu phát này vô mà không có điện đi. Ủa? Cảm giác nó hơi xa xa lắm. Rồi có điện này. 6.900 mình dư nó 4.000 lắm. Trong này giảm dầu. Đầu này tải ra, đầu này là nốt. Đồ nó sẽ đi từ cái unlot này đến cái lot này, thì bên kia mình đặt unlot, bên đây mình đặt lot á, thì nó sẽ tới. Hiện tại thì tôi xài hai cái đầu thôi, mình chưa có tải gì vào cả, mình chỉ mới tải ra chứ chưa có tải vào. Rồi bây giờ qua bản mình sản xuất cathegium bên này, sau đó chuyển lên cái kho trên này, từ cái kho trên này nó lại chuyển xuống dưới bên kia. Bên này thì tôi sẽ hạ xuống 12 ô tương tự như bên đây luôn. Cái cục đó nó lơ lửng nha, cái cây nó chưa có lót á. Đó, ở đây cái cây nó lót nó mới hiện lên. Do game, mấy con game thế giới mở này anh em tắt cái sương mù đi á, thì cái phạm vi hiển thị của nó sẽ rộng hơn rất là nhiều. Ở đây để mấy ô nó đi, nhìn cho nó đẹp. Chạm này chỉ có thể vào thôi, chỗ này dấu ra thì chỗ này dấu vào nè.
12 ô như bên kia. Rồi, nhóm nữa sói lộn ở trên đó là báo luôn á. Còn như xi măng đó, 2000 mấy rồi. Xi măng nó đang tải vô khá là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm Cataghium ở đây. Kéo điện xuống. Hả? À ô này bỏ cũng không sao. Cũng khá là vừa. Tôi muốn chọn cái trong cơ. Đó được rồi. Hơi khó tí. Cataghium thì nó sẽ thành cuộn dây. Cuộn dây cái này là 12, ra là 60. 12 cái máy này thì đào bao nhiêu? Cái máy này 120 vậy là ra 10 cái luôn. Trời 10 cái luôn á hả? Đi qua cái lò nung cái nào. Lò nung này cắt ra ngô gửi đi. Lò nung thì nó 45. Cái này 120 chắc xài khoảng là 90 thôi ha. Không, xài x3 luôn đi. Ông 8 thì nhiêu? 90 không được, 88. 88.8. Ủa cái này bộ chia. Ra là 13 cũng lẻ. Hay là mình lắp cục pin vô cho nó luôn. Chứ để lẻ lẻ như thế này mệt lắm. Bây giờ coi như nó full 45 luôn đi. Bỏ cục pin vô bên kia. Cho nó chạy thì nó không có dư bao nhiêu cả, nhưng mà nó chạy được thôi. Ra ba máy này thì nó ra là 45. 45 đem vô kia nó xử lý 36 à. Nó cần có 12 à. Cái
Cái này thì nó lại dư một. Thôi 80% thôi, nó ra 12 là vừa đủ 3 máy luôn. Ủa? Rồi. 3 máy. Thằng này copy dán qua hàng này đó, phòng bộ nó chạy 80% hết. Méo vừa. Ngay vô giữa này. Đi nó có ngay nè. Sao nãy không hiện ta? Chỗ này nên điện là MK2 luôn đi. MK2 là mỗi bên nó tới 7 đốt luôn rồi nha, rất là nhiều luôn á. Tám mươi trăm đúng rồi, cũng dây đúng đúng. Nên đặt một cái kho ở đây nữa đi. Đây, những cái sợi đồng của sợi Caterium đầu tiên của chúng ta đang trên đường quay về. Chỗ này hơi kỳ nha.
nó cũng dính qua trái rồi. Ủa, con mắt chỗ này anh đót đúng rồi nào, lấy xi măng lại, hồi nãy là thí nghiệm thôi. Rồi bây giờ lên con tàu setting cho nó, bấm nút quy. Ở đây mình sẽ đặt cái lộ trình cho nó là như thế này, nó đi từ cái bãi Katagium chuyển qua bay xong nó lại quay về đó. Bây giờ tàu nó tự chạy nè nha. Anh em muốn biết cảm giác khi đứng ở trên đó, cái kho hàng ở đập lên đầu mình như thế nào không? Đứng đây nè, nó thò cái máy này vô, nó lấy cái đồ nó đập lên đầu mình. Anh em đoán xem chuyện gì xảy ra. Ủa? Ơ? Tôi đặt nhầm à? Vậy là cái này lót cái kia anh lót mới đúng, chết rồi. Nó chạy nó bỏ tôi lại rồi. Ủa nó đi từ anh lót qua bên lót mới đúng chứ ta. Dở hàng là không phải dở hàng từ trên xe mà dở hàng trong cái kho hàng á. Lót là tải, in lót là dở hàng. Mình chạy qua đây thì nó chạy về đúng không anh ơi? In lot, cái lot này là hạn đi ra đúng rồi mà ta. Sao nó không chuyển bến? Bây giờ nó không đem Katagum về về nữa là có vấn đề. Rồi đợi nó qua nó rước đi, nó không có chạy bộ hết đâu. Leo lên. Nhanh bẫy. Tôi nhớ là nó đi từ Unlot qua bên Lot đúng rồi đó. Là bên này Unlot nè. Đã đi từ bản qua đây là đúng rồi nè. Bỏ thử xong 4 bao xi măng vô. Từ chỗ này xả hàng ra để đem, nạp hàng vô đây. Từ cái chỗ này đem bản. À hiểu rồi, hồi nãy tôi đặt lộn tô ba. Tô này lót, tô này in lót. Để coi nó lấy hàng từ cái kho nào. Nó đi tới đây quẹo trái xong đánh một vòng lên lại. Đó, hai thùng hàng rồi nè. Ủa, một thùng hàng rồi nè. Lót gì nó đi bên lót quên lót rồi. Ngừng 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 ngừng.
Đó, mình tự lái nữa nha, không phải lái tự động đâu, tôi đang lái đó. Nó sẽ đi từ bên lót qua bên anh lót bên. Đỉnh đu. Bây giờ có một tàu rồi nên nó cũng khá đơn giản. Rồi dừng đây được rồi. Nó cho đi luôn rồi. Đáng lẽ đi từ cái kho này. Mình xài 3-4 tải ga đi. Bây giờ mới có một xe à. Sau này nhiều xe thì mình thiết kế nó đa năng hơn. Bây giờ một xe thì cho nó làm nhiều việc. Sau này nhiều xe thì mỗi xe một việc nó dễ tính. Bây giờ tôi chuyển khách hàng từ cái kho 1 sang kho 3. Tức là kho 3 này là mình lót nè. Nguyên bên đây là không có nhận vô cái gì, anh bên đây chỉ có chuyển đi thôi. Nên toàn bộ là để lót hết. Giữ 500 cái lại để xài. Rồi, bây giờ nó sẽ chuyển cái đống mà trong cái kho này nè, chuyển qua bên bển. Hình như chúng ta xong rồi đó. Nhấn nút Q cho nó tự chạy. Nó sẽ bỏ đồ kho 3 thôi. Cái kho đầu trống. Trống đừng nói bỏ kho trống anh nha. Ờ không. Bỏ kho trống lên là mình chết á. Đồ mình thả ra trên đây nó có trôi hay không ta? Nó chạy mà gớt lại cái báo nữa đó nha. Rồi đứt cái hiệu ứng hình ảnh rồi. Rồi đi bắt tay thôi. Ê ê, gớt gớt gớt. Không được, không có chơi gian bằng cái kiểu mà để đồ như này được. Để đây thì gớt không? Ê. Chuyến tàu tốc hành phương Đông. Đứng đây coi nó gấp tôi như thế nào. Ngon. Sao nhìn thấy ghê ghê vậy nè. Ngồi xuống đây. Rồi đồ bây giờ nó tải xuống cái kho ở dưới của mình rồi đó. Lý ra nên làm cái kho ở đây đi. Ở dưới này mình xử lý tài nguyên. Không, xử lý ở đây cũng được. Rồi ok. Coi như chúng ta giải quyết xong cái việc đầu tiên của ngày hôm nay là vận chuyển Catechium về trên cái đường dây xe lửa. Việc tiếp theo của chúng ta là dùng cái Catechium đó
để sản xuất ra là một trong những cái linh kiện mới này nè, cái máy tính này chẳng hạn nè. Nè, bỏ cái tụ. Cái tụ này thì tôi lấy cái miếng đồng ở ngay đây, ngay chỗ này, cho nó đi thẳng qua đây rồi chiền lên cái bộ này mình xử lý ngay đây luôn. Hoặc là ở tầng dưới, xử lý tầng dưới thì mình đưa cái kho ở tầng trên, còn xử lý tầng trên là mình chuyển cái kho xuống tầng dưới. Thì cái cách nào thì ổn thì làm cái cách đó thôi. Chắc xử lý từ tầng dưới đi, chắc xử lý ở tầng dưới còn cái kho mình để lên tầng trên. Tôi nghĩ cách đó thì nó ngon hơn. Tới 12 tầng luôn mà. Đâu thấy sau này muốn đi cái gì là muốn quản cái gì là phải leo lên tới đó đâu. Rồi, bây giờ tôi dời cái kho lên tầng trên thôi. 12 tầng đó trời, mỗi lần cái gì 12 tầng đó. Không, không, không. Một, hai, ba. Ba gì hay ngắn, bốn, bốn nhịp. Bốn nhịp. Một, hai, ba, bốn. Cho nó vào ở trên đi. Sau này mình nạp cái mới vào cho nó vào ở dưới sau. Ủa? Rồi cái đống vàng vàng nãy giờ mất hết rồi. Ê, lộn ống rồi ông nội ơi. Ống bốn này nó dùng cái gì ta? Ống bốn này nó dùng ba cái này nữa. Hơi cực nha. Ống bốn này nó phải dùng ba cái này là hơi mệt á. Ở đây có mỏ xi măng nữa. Có hai mỏ luôn. Mỏ normal. Hai mỏ normal. Trên này một nồi luôn. Mỏ nổ mồ này thì đi với mỏ than bên đây là cũng ok. Làm ra một đống mấy cái này. Bây giờ mình chuyển qua MK4 luôn, không cho MK3 nữa. Nên không ta? Thằng bên này nó có ngang với bên mình không vậy? Qua đo thử coi. Thôi đo làm chi? Bây giờ mình xử lý tài nguyên ở ngay đây. Đây là xử lý ở trên tầng trên đó.
xử lý từ chỗ này đếm xuống 4 tầng hay là xử lý từ chỗ này đi lên 4 tầng. Để tôi suy nghĩ kỹ cái. Ống nó tầm nào vậy ta? Đúng rồi, như chỗ này. Đặt tạm cái cục này ở đây thôi, để đánh dấu thôi. Rồi, bây giờ để coi cái quái đó nó cần từ cái gì ra. Mình Gitter Ball là khó chưa chế nè, cần, ủa, không phải cái này. Gitter Ball mình chế được rồi. À, Illimit nè. Đó, 100 cuộn đồng, trời ơi. Trăm cuộn đồng là gắt lắm đó nghe. Hai mươi lăm miếng nhôm. Lệch quá, lệch quá. Không, cũng không lệch ấy, nó ngang như thế này. Lệch thiệt mà. Có dây điện đâu? Nghe ông thì tôi không biết nữa.
ngay 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 nghỉ méo quá. Nó như thế này ngay nè. Ủa, từ chưa anh, nhầm nhầm. Không, mình còn đi dây đồng nữa. Thôi em K3 luôn. Khó nhìn quá. Gần như xét mép gì dắt ngay chỗ này là đúng nè. Em ca mấy bây giờ ta? Đặt luôn em ca 3 đi. Sau này đỡ phân dân. Tôi không thấy gì cho nó tối thui à. Rồi mình tỉa từ cái đường này qua bản luôn đấy.
Lọt 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 lọt. Rồi không cần đi vòng lên chân nhà đâu. Vòng chân nhà là từ chỗ nãy mình phải đi lên chân nhà quẹo á. Nếu đi chân nhà thì sau này mình dễ chia thêm một đường đó. Đi chân nhà thì có cái chân nó nằm đâu, đây cái nè. Thiếu ngôn. Đây. Người này phải để này đi mới mốt làm dấu. Biết nó vô chưa nữa. Rồi cuộn đồng ok, bây giờ cuộn đồng đã qua rồi. Đi trên trần nhà thì sau này mình hạ xuống 2-3 tầng nó dễ hơn là đi ở dưới tầng đáy xã hội. Rồi ok, chạy lên. Dây điện nãy mình câu lên đây. Rồi ổn, biến đồng thì có vẻ như nhiều nhưng mà cái quýt vai này thì nó không đủ nhiều đâu. Cái quýt vai này làm bên kia là bao nhiêu đâu, trung bình thì cứ xe chạy qua là đầy đi. Hồi nãy là 80% của cái kia là nó ra 12, 12 thì nó ra bao nhiêu? Mười hai thì nó ra 60, mà bốn máy vậy thì nó ra 240, tức là 2.4 lần cái này, 2.4 nhân 25.
60. Rồi, vậy là MK1 của cái cuộn mà biến đồng này là vừa đủ cho cái này, không dư không thiếu. Hai cái nó chạy cùng lúc với nhau. Thì cái này nó ra 240 nè, tức là cấp vô được 2.4 lần. 2.4 lần thì nhân với 25 này. Hai chấm bốn nhân với 25 này thì nó ra 60. 50 với 1 nữa, 50 với 20, 50 với 10. Đây đó, những cái cuộn mà cuộn gì đó, AI Limit đầu tiên của chúng ta đã xuất xưởng. Trời ơi, nó đau đầu. Tiếp theo là đợi cái máy bộ 4 này mới lòi con mắt nè. Cái này nó vào có hai thôi mà đã rụng não rồi. Bây giờ cái này nó vào tới 4 lỗ rồi nè. Phui hô đó. Cái này toàn mấy cái gì cao siêu chứ nè. Dây điện thì cần một cái mỏ sắt. Mỏ sắt với cái bo là ở dưới. Computer phải cần có cái bo. Cái này làm được, mấy cái này bây giờ làm được hết. Cái này phải chở bên kia về. Vậy cái máy này cần ít nhất 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máy. 7 cái này nó đều cần là như cái tài nguyên thường trực cả, ít nhất là 7 máy. Sáu trăm ba chục siêu điện thang. Ông nhà này coi như khai thác hết tài nguyên rồi. Ba cái này thì tôi đã làm ở bên kia rồi. Cái này thì có một cái mô hình riêng rồi. Cái này cũng có một mô hình riêng rồi. Cái này thì tí nữa nâng qua bên kia. Nó cần có xi măng với thép. Cả hai cái đó mình đều có cả. Rồi nói chung cái máy này bây giờ chỉ có làm cái này thôi. Nhưng mà phải xây gần cái mỏ sinh cua. Không. Bây giờ muốn lên MK4 toàn bộ á. MK4 mấy cái này nè. Đó, thay thế cho cái MK2 tôi, MK3 tôi đang xài luôn. Nó trên nhau là cũng gấp rưỡi đó nha. Thì chúng ta phải khai thác cái bãi xi măng ở đâu đây? Mấy giờ ta nghỉ được chưa? Tiếng rưỡi đó à. Đâu rồi, không thấy canh lại coi. Đây 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 đây. Tuần trước thì tôi đã clone cái mô hình ở đây cho anh em coi rồi đó. Nó sản xuất miếng thép với ống thép đó. Cũng ra khá là nhiều nè. Cái gì? À, cái cây bông thôi. Nở cái mấy ngon. Trời ơi. Gục chưa bạn. Ổng di biến bây giờ bao la. Miếng này đầu ra là bao nhiêu ta? Ra miếng thôi đó thì 30. Cái này nó chỉ ra được có 15 miếng thôi. Thế tôi coi còn cái bể than rồi nữa không? Bể than nữa thì sợ không đủ sắt. Sắt không bể màu à. Trời, một người than luôn. Sắt thì sao? Không ổn rồi, sắt chỉ có bãi này thôi. Bãi này bãi giàu nữa hả?
240, gắn vô cục pin vô là 360. 360, một cái mô hình này nó xài trăm tám vừa đủ luôn. Ủa sao gớt cái miếng nãy đây được? Thôi nãy chia ở ngay đây đúng á, chuyển cái tài nguyên dưới lên là chia ở trên này luôn. Anh em thấy xi măng nãy giờ tôi xài còn 2000 điều ở trên đấy không, vẫn lúc nào cũng còn 2000 nha. Là do đang xài cái bộ mà thằng kia nó chuyển lên nè, phía dưới 2000 thì nó cứ lên từ 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 trong thời gian đó mình đi dạo. Rồi tầm này ok, chúng ta chiên cái sản xuất miếng thép. Hơi dư. Cũng vẫn dư đó ta. Nó xem bên kia rồi đó. Cái chân này nó ngay góc tròn nè. Không lùi lại ngon đó. Hình như nó ngay dưới chân mình luôn á anh em ơi, ghê quá. Rồi ok rồi, ngay rồi. Bên chia là chia cái mỏ sắt từ chỗ này. Chạy á, bạn chạy á. Rồi bạn khỉa ai vậy, bạn khỉa ai vậy? Không cần cái bộ chia ở dưới. Ok đó. Tám lần thừa sức. Mình chỉ xài 360 ít tay thôi. Ủa sao cái bộ này nó gọn quá vậy ta? Ô,
Nó cực kỳ gọn luôn á. À nó chưa có bộ kho nên nó gọn. Điện đóm gì nó đâu hết rồi đó. À đây ạ. Rồi, có điện. Một lò nung nè, hai lò nung nè, ba lò nung nè. Ba lò nung thì phải bốn lò chứ sao có ba lò ta. 180 lần mà. Làm thêm lò nữa cũng được nhưng mà thôi nhiêu đây được rồi, đừng có tham đó. Chắc vào, ok. Rồi, bây giờ lo cái mỏ than. Hàng hết.
Sao nãy để được giờ để không được? Game đùa nhau à? Đi coi nào. Nữa hả? Ăn con nữa rồi. Chạy á, bạn chạy á. Quê. Nằm nè. Bốn mươi lăm x ba phải lắp cục pin vô đây. Ít nhất là 135. Cũng làm x3 135, cái kia 180 lận, mình có thể tăng thêm một cái lò nung đó. Nhưng mà tăng thêm một cái lò nung nữa thì nó cũng phải chờ thôi. Tại vì mình ra 45 mà. 45 ở đây nó vào 60. Ủa gì phải 4 lò chứ sao mà 3 lò được ta? Thiết kế này sai sót hơi bị nhiều nha. Nó ra 45 thì 3 lò ra 135. Bốn mươi lăm chín mươi trăm tám chia ra ba lò là đúng đẹp luôn. Mô hình này có vấn đề rồi anh em ơi. Bỏ 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 làm lại.
Cứ cho mà làm một hồi nó lại thừa ra tài nguyên là sao? À nãy giờ mình đi săn thú. Mấy cái chai này cần tới cả trăm cả ngàn chai gì lắm á, để nâng cấp cái hệ thống bên kia lên. Rồi, bây giờ tôi sẽ thiết kế lại cái mô hình này, bỏ hai cái đường dây này đó. Bốn cái lò nung. Bạn đã chơi được 2 tiếng rồi, ok. Cái này buổi chia nhầm nhầm nhầm. Bữa sau cái đó nó chỉ vào trái thôi. Ủa gần quá à? Gần quá à. Ấy da. Đây đâu vậy nào? Trời ơi, tổ ong vô dẻ nữa. Ý da. Trời. Đục cái lỗ khúc nạn, lắp lên luôn. Tới đâu rồi?
Rồi chia hai hai lần là ok. Cái này thì cũng tương tự thôi, chia hai hai lần thôi. Nhìn như thế này dị hỏng quá, không được. Chơi chơi chơi, nó cũng đầy chứ anh. Hình như hơi lọt qua trái rồi. Rồi ok ngay. Để vô cái đầu này thì nó ngon hơn. Lỡ rồi. Mình chơi C, mình chơi V, chơi V, mình chơi V luôn. Bây giờ 90, 45. Bốn năm x bốn trăm tám. Tám cái này nó xử lý được bao nhiêu? Trăm tám vậy là chia ra ba máy này, gom bốn máy này lại chia cho ba máy này.
What? Ôi rồi. Bây giờ nó ra là 15x3 là 45. 45. Nó lại lẻ. Hai rưỡi. Rồi 45 thì nó sản xuất được 2 lần rưỡi, 2.5 nhân 36. Làm sao ra được 90 xi măng? Cứ như là 135. 138 đi. Cái gì vậy? Trăm tám xẹt 45 thì ra 4 máy này. 4 máy này thì cộng lên 60 à. Chỉ cao lắm là 60 xi măng à. Thì cái miếng sắt này nó sẽ dư rất là nhiều. Bắt buộc phải đi qua cái kho này. Không đi qua cái kho này nó lại phí.
Ngược đầu, ngược đầu. Cũng được, đi đường hầm. Đi đường hầm gì nó mới sang. Dương cục, dục đi. Sáu mươi. Hai máy này, một máy để pin thì ra bao nhiêu ta? Máy để pin thì giữ tí xi măng, giữ tí xi măng thì cũng được. Vậy một máy để pin đi, khỏi công hai máy.
Ủa? Phải đi đường này ra trước chứ. Chỉ là hai cái lỗ này là nó ưu tiên cái lỗ trên hả ta? Tôi nghĩ là nó sẽ đi cùng lúc hai cái đường này luôn, đi đường trên rồi nó đi đường dưới luôn. Nhưng hóa ra nó ưu tiên đường trên. Ưu tiên đường trên, đường dưới ít lắm. Chưa ra được cái nào luôn hả? Rồi đây, đây nè. Đó. Những cục xi măng đóng gói đầu tiên của chúng ta. Rồi, hôm nay coi như chúng ta là ổn rồi đó. Được, ngon, mượt mà. Tất cả mọi thứ vận hành trơn tru ổn định. Xi măng thì nó hơi thọt tí thôi. Cái này còn 54, nó dư khoảng 10%. Năm mươi bốn cũng đâu được, chia hết cho 14, cho 4 được. 54 chia cho 14, 14 chia 4, 12, 20 chia 4, 25, 125 à, 12.5 à, giảm này mua xuống 12.5 à. Mười ba chấm năm, chín mươi trăm, rồi 90%, 40.5, ủa bốn mươi chấm năm mà sao ra cho 4.8, 1.6, mệt nha. Đó, 1.6. Ha, 1.62. Thôi, 1.35. Vừa đủ, tối ưu. Cái miếng này mà dư thì nó sẽ nằm trong này. Rồi bây giờ chúng ta xong hai công trình. Ngày mai ca sau đi. Hôm nay video này nó ngắn ngắn thôi, tôi đau đầu quá. Đây, lần tới thì chúng ta sẽ tìm tất cả cái tài nguyên, đi ghép 4 cái này lại luôn. 6 cái, 7 cái. 7 cái mà từ những cái thứ cấp cơ bản đó nha. Trước mắt thì tôi sẽ giải quyết hai cái này, ba cái này. Cái này thì mình có cái đầu tiên là cái chip hai phép nha, cái bộ kết nối hai phép đó. Anh em nào xài VGA mà có cái giá đỡ VGA dựng lên á là cái này, nó cũng hoạt động tương tự như vậy. Bây giờ có cái này á, cái này mình có rồi, cái này mình có rồi, mình còn thiếu dây điện. Dây điện phải từ mỏ đồng.
Ủa, mỗi đồng trên đó mình làm miếng đồng thì có thể cắt giảm được. Rồi, ok. Miếng đồng thì có thể cắt giảm được thoải mái. Nên tôi coi nè. Mười, 60 miếng đồng. Chưa lắp pin. Rồi lắp pin vô thì nó dư ra rất là nhiều. Đơn giản. Lắp pin vô thì nó dư ra một mớ nữa. Lúc đó thì chúng ta tận dụng mớ nó thôi. Đẩy ngay chỗ này luôn. Đâm thẳng vào bạn. Rồi ok. Tính vậy được rồi. Ba anh em. Có thời gian thì tôi làm thêm. Chụp tấm hình nữa chứ. Rồi chiếc xe nó chạy tới đó nó nghỉ lót rồi. Trời ơi, tính chụp nó mình mà chiếc xe lên tới đó nó còn to mồm à. Còn mỗi cái to giữa không được cái đầu nữa trời. Này mình làm được hai máy luôn nha. Nãy tôi quên. Mình có thể làm được hai máy rồi. Hai máy rưỡi luôn á, hai máy lắp thêm cục pin đó. Pin bây giờ mình nhiều quá rồi. Hai máy lắp thêm cục pin đó nó vẫn thừa. Tại vì cái này hồi nãy tôi tính là nó tới 240 rồi. Không không. Phải 240 không? 4 240 đúng rồi. 240 lượng mà cái máy này nó xài mới có là 100 tới 150 thôi. Chừa lại một tí cuộn dây để một hồi mình còn đi xử lý cái kia nữa. Không thể xài hết mấy cuộn dây được. Muốn xài hết cuộn dây thì nâng mô hình nó bệnh. Nên không cần lắp pin vô đây. Thank you.
nó vẫn công cái được công về mãi đây cái nữa. Vì lý ra cái cục này nó lùi lại một ô nè, hoặc là tiến lên một ô luôn. Văn truyền em K1 đúng rồi hả, vẫn công không thể chấp nhận được, không chấp nhận được. Như thế này thì nó méo liên quan gì luôn á. Như thế này thì cái này nó thẳng hay nó cong gì, nó xa hay nó gần gì cũng không khác gì mấy. Cái này em ca mấy đâu, ca một rồi. Em ca một được. Này đi điện rồi mà. À quên chọn đồ. Cái này là cái gì tôi quên mất rồi. Ai ai. Ủa biến động đâu? Vậy là mình xài mới có 50 miếng đồng. Bên này là xài 50 miếng đồng. Với 15 với 65 mà cái này tới 120 đó. Trăm hai 60 65 mày nghe, xài với 65 miếng đồng nữa đó chứ không phải ít đâu. Nó chỉnh là 6 máy. Mình còn lại 25 miếng đồng. 25 miếng đồng ngày mai đưa vô cái máy này. Thôi 25 miếng đồng cứ để nó từ từ đi. Nó cũng nằm trong kho đó thôi. Rồi, ok, bye bye anh em. Lại chơi đến đây thôi. Coi như là hoàn thành việc hôm nay, nó có hai việc. Đầu tiên là xây được cái chạm tàu hỏa đi từ bến đây qua bên đây chở Caterium. Lần sau nữa thì xây một cái chạm bên đó nữa, nó sẽ chở ba cái quặng khoáng. Và cái quặng này nè, silicate, quặng quát á. Silicate nó chở về cho mình. Rồi sau đó mình sẽ chở hết mấy tài nguyên ở bên đây, hoặc là làm công xưởng lớn ở đây, hoặc là chở về cái bay vô này. Rồi sẽ dựng một cái kho bãi nữa. Hiện tại thì tài nguyên mình khá ổn rồi. Ở đây có mỏ sinh phua.
nên coi như là cứ tà tà chậm rãi, mỗi lần xây một ít máy gì là chúng ta kết thúc cái phay bà này thôi, không bao lâu nữa đâu. Rồi bên này là tự cung tự cấp khá là đủ luôn, tôi chở cái quặng silicate qua đây nó cho nó làm thêm số việc nữa, với 5-6 cái máy bốn lõi này, 5-6 cái máy bốn này nữa. Mỗi cái máy thì nó một tài nguyên quan trọng như thế này, 6 máy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ít nhất là 6 máy. Cái này thì chưa cần, cần ít nhất 6 máy nữa. Thì mỗi máy này nó là một cái mà vấn đề cực kỳ đau đầu luôn á. Tôi nghĩ luôn có khả năng cao là sẽ thiếu đồng. Thiếu đồng thì tôi tắt bớt một máy rồi đó. Tôi sản xuất miếng đồng vừa đủ cho một cái máy đó với một cái máy này thôi. Rồi, ok, bye anh em.